Rồi, video này chào mấy bác nha. Thì mấy hôm nay em đang bận quá. Thì em vừa hoàn thành được 2, 4, 6 con cho khách nha. Thì trong đó có một con S26 đi Bình Thuận và 5 con Cinderella S25. Thì em cũng nói tại sao em bận. Đây, mọi người coi này. Thì chốc nữa mọi người có thể coi. Đây, làm một cái hầm rút bên đây này. Thấy không? Một cái này. Ngoài đây thêm một cái nữa này. Đó, thì vừa mới hoàn thành xong luôn, mọi người thấy không? Không rảnh xíu nào luôn. Và ngoài kia thì đang chở đất. Và mấy hôm trước á, là toàn bộ những cái hầm này này, ở trên phố á, thì nó không có chỗ đổ đất đâu. Nên toàn bộ phải chở bằng cái xe lôi đó, mọi người thấy chưa? Đấy, rất là bận bịu. Đấy, và đất nó lên nghênh ngang hết. Nó quá nhiều đất. Nó quá nhiều đất nên mọi người thấy đó, không, em phải chở toàn bằng xe lôi hết, bởi vì ở đây trên này nó không có chỗ để đổ đất, mọi người thấy không? Hôm trước thì phải dọn cái đống trụ hương này ra này. Bắt đầu rồi. Phải đào lên hai cái hầm bên đây và vị trí bên kia. Bắt đầu khoan xin qua 6 mét. 6 mét từ đây đến cái bên kia cái hầm rút đó, bên đó nó 10 ngày đầy lần, 10 ngày đầy lần chịu không nổi. Thì khoan xuyên bên đây qua bên kia 6 mét mà ống 90. Mọi người thấy em phải chui xuống em làm. Thì gần như em không rảnh được để em làm. Thì ngày nay là xong hết rồi. Mọi cái đâu vô đó hết rồi. Thì vừa hoàn thành 6 con máy cho khách đó. Đó, hai hầm rút xuyên qua. Thì mọi người biết em cố gắng lắm đó. Làm cả tối luôn. Thì đây vừa hoàn thành 6 con máy. Bắt đầu là đóng hàng cho khách đó. Và bắt đầu từ ngày nay là bắt đầu là em gửi. Đến đâu là gửi chiếc đẻ cho nó xong. Thì hồi tối hôm qua em ráng em làm lắm đó. Gần như không được nghỉ xíu nào. Thì mọi người thông cảm cho em một tí. Rồi bây giờ bắt đầu là em hết việc rồi. Thì em còn nợ phải đến gần 20 con máy nữa. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết cái khả năng của em. Để mà hoàn thành đến tay khách hàng cho thiệt ngon. Và buổi chiều nay sẽ gửi hết những con này. Và gửi những cái đồ lặt vặt. Thì chỉ khoảng ngày nay ngày mai thôi. Là hết nợ. Trong 20 con đó là hết. Không còn con nào hết. Rồi ok. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ mọi người được coi cái quá trình mà em khoan xin qua nước nó qua cỡ nào thì mọi người mới hiểu được. Nó khổ lắm, không sướng đâu. Thật sự. Thì hồi bên đó là dãy phòng trọ, bên em dãy phòng trọ đến mười mấy phòng á. Thì toàn bộ là nước nó dồn xuống cái hầm rút á. Bắt đầu nó no rồi, nó không rút được nữa. Bây giờ mọi người coi quá trình em khoan xin qua. Thì mọi người nếu như ai mà có nhu cầu hỏi cách khoan như nào alo trực tiếp cho em hướng dẫn cho cách để mà làm cho hầm rút không bao giờ đầy. Rồi ok, em bị lỡ. Rồi ok.